Nhóm tài xế cấu kết trộm hơn 270 tấn sắt phế liệu trị giá 3,1 tỷ đồng. Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng nay 19 tháng 11 mở phiên tòa xét xử các bị cáo gồm Nguyễn Thanh Tùng 35 tuổi, Trần Thanh Trúc 39 tuổi, Phạm Thanh Tùng 35 tuổi, Nguyễn Hồng Phước 32 tuổi, Phạm Văn Ba 34 tuổi cùng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Vũ Đức Quang 33 tuổi trú tại Đồng Nai cùng với tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, ngày 14 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Thanh Tùng được anh T, giám đốc một công ty liên hệ để ký hợp đồng thuê vận chuyển sắt phế liệu, sắt băm từ cảng POSCO về nhà máy công ty cổ phần thép POSCO Yamato Vina ở khu công nghiệp Phú Mỹ 2, thị xã Phú Mỹ với giá thỏa thuận là 21.000 đồng một tấn. Sau đó, Nguyễn Thanh Tùng liên lạc với các tài xế Nguyễn Hồng Phước, Vũ Đức Quang, Phạm Thanh Tùng và Phạm Văn Ba để chuẩn bị xe vận chuyển. Do đã từng vận chuyển sắt phế liệu cho công ty cổ phần thép POSCO Yamato Vina, nên Nguyễn Thanh Tùng biết được sơ hở trong khâu quản lý của công ty này, đó là sau khi xe ô tô lấy sắt phế liệu ở cảng POSCO sẽ đến trạm cân ở cổng số 2, cân xong lấy phiếu thì tự lái xe vào bãi phế liệu của công ty cách đó khoảng 2 km để đổ phế liệu mà không có người giám sát. Từ đó Tùng nảy sinh ý định trộm sắt phế liệu. Để thực hiện ý đồ, Tùng gọi điện và gặp Trần Thanh Trúc, chủ cơ sở thu mua phế liệu để thỏa thuận mua bán sau khi trộm cắp được. Trúc đồng ý mua với giá 7,1 nghìn đồng một kg. Sau khi thống nhất việc mua bán với Trúc, Nguyễn Thanh Tùng liên lạc và gặp riêng từng tài xế Phước, Tùng, Ba và Quang để bàn bạc và hướng dẫn cách lấy trộm. Bằng thủ đoạn gian dối do Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn, từ đêm 14 tháng 4 đến rạng sáng hôm sau, Tùng cùng đồng bọn đã trộm cắp hơn 271 tấn sắt phế liệu với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng tại công ty cổ phần thép POSCO Yamato Vina. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sửa chữa lỗi lầm. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Thanh Tùng là người chủ mưu, Trúc là người giúp sức tích cực và 4 bị cáo còn lại là người thực hiện hành vi trộm cắp, đóng vai trò đồng phạm. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 15 năm tù, Trần Thanh Trúc 14 năm tù, 4 người còn lại lĩnh từ 11 đến 13 năm tù về cùng tội trộm cắp tài sản.